Chúng ta tiếp tục luyện tập cộng 2 số không nhớ trong phạm vi 100 nhé. Một số có 2 chữ số có số chục và số đơn vị nên khi cộng 2 số với nhau, chúng ta cộng từ phải qua trái, cộng số đơn vị của 2 số với nhau, sau đó cộng số chục. Ở đây ta có phép tính 35 cộng 24. Ta cộng số đơn vị của 2 số trước. 5 cộng 4 bằng 9. Chúng ta tiếp tục cộng số chục của 2 số. 3 cộng 2 bằng 5. Vậy chúng ta có kết quả của phép tính 35 cộng 24 bằng 59. Tiếp theo, chúng ta luyện tập trừ 2 số không nhớ trong phạm vi 100 nhé. Một số có 2 chữ số có số chục và số đơn vị nên khi trừ 2 số với nhau, chúng ta thực hiện phép tính trừ từ phải qua trái, thực hiện phép tính trừ 2 số đơn vị trước, sau đó thực hiện phép tính trừ 2 số chục. Ở đây ta có phép tính 35 trừ 24. Thực hiện phép tính trừ 2 số đơn vị của 2 số với nhau, ta có 5 trừ 4 bằng 1. Chúng ta tiếp tục thực hiện phép trừ 2 số chục của 2 số, ta có 3 trừ 2 bằng 1. Vậy chúng ta có kết quả của phép tính 35 trừ 24 bằng 11.